Xin chào Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie Bây giờ sẽ là tập 33 của Cung Mê Tâm Ký Phần này là về ngoại truyện Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh Để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Ngoại truyện 1 Truyện năm Tuyên Bình thứ 14 Ở ngự viên phía sau Thanh Giao Trì là tập tinh điện Đối diện có hí lầu múa phượng Lớn nhất là linh âm các của hưng hoa lầu lập tinh điện này tuy nhỏ một chút nhưng là bởi vì hai bên có lầu đối xứng lại có cảnh tháp nước lung linh hơn nữa hậu viên thanh giao trì lại bố ký bố trí cảnh núi rừng đa dạng các chủng loại hoa văn và cây cảnh quý có thể nói là một năm bốn mùa đều không tịch mịch vậy cho nên bàn về nơi ngay diễn hí kịch ở trong cùng thái hậu cũng lại yêu nhất nơi này bây giờ đang là mùa đông tuyết trắng xóa màu xanh ung tùm vẫn là trải dài giống như trước bên dưới lớp tuyết trong suốt càng lộ ra rõ màu xanh ngát. Ngoài hành lang hai bên hậu viên là thấy ngói xanh tường đỏ ẩn hiện, cũng có vài căn phòng, chẳng qua là bởi vì những chỗ hẻo lánh, hiếm có người đi vào. Ở nơi đó có phần nhiều là phi tần thất dụng, nhiều đến nỗi, thậm chí là quanh năm không có người nào quản lý, hoang vắng giống như phế bỏ. Phía đồng thành giàu chỉ có một cây cầu dài, hợp với một chiếc thuyền đá, dựng ở trên hồ giống như là thuyền bạc trên mặt nước yên tĩnh, mặt trên bố trí biểu điện giống như là hình bát giác là chỗ ngắm cảnh đẹp nhất lúc này phi tâm đang ngồi ở giữa đẩy cửa ra đón đây mặt nước đập vào mắt đều là cảnh tuyết rơi hôm nay ánh nắng tươi sáng ánh sáng khúc xạ ở trên tuyết vô cùng trói mắt tạo nên một vầng sáng ngũ sắc rực rỡ trước mắt của nàng gần đến ngày tết cũng là lúc thời tiết lạnh nhất của một năm nàng khép tay áo hơi hơi díp mắt tú linh không lừng nói với nàng nương nương Nơi này lại lạnh một cách kỳ quái, gió rất to, không cẩn thận lại khéo bị cảm lạnh. Không bằng hay hồi cung nghỉ ngơi." Phi Tâm vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Hôm nay đi dạo ở trong vườn, không nhận thức được mà lại đi đến đây. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay quá mức nhàn hạ, để cho nàng ăn không ngồi rồi, lại có lẽ bởi vì buổi tối nói chuyện với Ninh Hoa phu nhân hôm đó lại gợi lên rất nhiều hồi tưởng của nàng. Phi Tâm mấy ngày này suy nghĩ lại, thực sự đúng là nghĩ không ra. Năm tuyển bình thứ 14 rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Dẫn đến việc lần này Ninh Hoa mở miệng Năm tuyển bình thứ 14 là một năm tối tăm nhất Kể từ lúc phi tâm tiến cùng tới này Thực sự không biết năm đó Nàng đã có cái gì đáng giá để cho người ta đố kỵ Bất quả lúc đó nàng vẫn chưa hỏi Ninh Hoa phu nhân Vì sao lại nói ra lời này Nàng không muốn để cho sự hiếu kỳ của mình Lại khiến cho người khác không thoải mái Huống chi những chuyện đã qua Đối với Ninh Hoa phu nhân mà nói Làm sao không từng nói một hồi đấu tranh gian khổ nàng bước thông thả về phía trước đầy cửa nhìn thanh giao trì năm tuyên bình thứ 14 nàng từng ở đây xem hoa cúc chứng kiến thời điểm cúc nở hoa không nhịn được liền viết một bài thơ đời này chỉ nguyện cùng nhau bạc đầu không cần cúi xin người xót thương quả thật thời điểm nàng viết thơ có mang ý nghĩ phẫn uất có phần nhìn thân thương phận bởi vì năm tuyên bình thứ 14 này đối với nàng mà nói Thực sự là một sự dày vò Nàng vẫn còn nhớ vào tháng 7 năm tuyên bình thứ 14 Giữa hè là lúc nàng đã từng trèo lên nơi này một lần Ngày đó là mùng 7 tháng 7 Là lễ cầu chức nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá Cũng là đêm thất tịch theo phong tục nhân gian Lúc đó phi tần ở trong cung đều dẫn nước quanh trăng Thả châm vào trong nước Hướng về phía chức nữ để cầu xin tài may dệt khéo léo Ở lần cầu xin tiếp theo Có lẽ lại càng thêm khát vọng Là cầu xin hoàng thượng rủ lòng thương Ngày đó nàng tránh mọi người đi đến nơi này Mấy năm tiến cùng chưa bao giờ từng đi dạo các nơi bởi vì không có thời gian, càng không rảnh rỗi. Nhưng mà ngày đó ma xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến đây, bất quá không phải là vì cậu chức nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá, mà là vì muốn tự sát. Nàng muốn là từ nơi này nhảy xuống, lao vào trong hồ nước cho xong hết mọi chuyện. Năm tuyển bình thứ 12 nàng tiến cùng, trong đỡ hơn 2 năm thì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, khó có tương lai. Này ở trong cung suốt ngày lo sợ, không biết khi nào sẽ có thêm tội không bằng tự mình kết liễu trước phi tâm đi thẳng ra đầu mũi thuyền lúc này phía dưới đã phủ tuyết thật dày đông lạnh rắn chắc mà lúc đó sóng nước trong vắt có bóng hạc uyên ương có khóm hoa trói lóa giống như ngọc lưu ly trong điện đang lúc ở nơi hoa lệ nhất làm cho nàng tuyệt vọng lúc đó nàng đứng ở nơi đó rất lâu nhưng cuối cùng lại không nhảy xuống bởi vì nàng không cam lòng nàng mới vừa vào cung hơn 2 năm vừa mới được phong quý phi mấy tháng ở trên vị trí quý phi vẫn còn chưa cô ngốc nếu như chết rồi cả nhà có thể được lợi gì trong cung có lệ theo như chức vị mà gia phong cho gia tộc sau khi nàng làm quý phi phụ thân được phong làm tư mã hoài an nếu như nàng ở trong cung hầu hạ lâu dài triều đình nhất định là sẽ tăng thêm ân dụng cho gia tộc nhưng vừa mấy tháng mà đã chết cho dù là che giấu đi sự thật là nàng tự sát thì cũng nói rằng là ngoài ý muốn mà chết đuối vinh còn ngắn ngủ nhất thời này có thể khiến cho cả nhà thơm lây được bao nhiêu thời điểm nàng mới vào cung bởi vì nhà nàng ở hoài an mà nguyên quán của thái hậu ở giang đô hơn nữa sau khi nàng được phong làm phu nhân thì lại rất thân thiết với thái hậu nhất thời trong cung cũng suy đoán nộn nhịp tuy biết cha của nàng là cấp bậc không cao nhưng có lẽ cũng là họ hàng thân thích của thái hậu rắc rối của nguyễn già khó gỡ nữ nhi của nhà lạc chính danh tiếng chưa từng ai biết đã có thể được phong phu nhân tất nhiên là có quan hệ không nhỏ đối với thái hậu nhưng mà không lâu sau trong cung tử trên xuống dưới đều biết được rằng nhà lạc chính và nguyễn thị chẳng hề liên quan Nguyễn Thị tiếng tầm lừng lấy, tất nhiên là thế gia đại tộc. Nhà lạc chính xuất thân là thương nhân, sao có thể sánh với Nguyễn gia? Bất quá là Thái hậu cảm thấy dáng sắc của nàng giống như Nguyễn Tuệ, cho nên lúc này mới khai ân để cho nàng vào cung. Kể từ đó, cái gì cũng lại đều là loan chuyển trong cung. Ngày trước đối với nàng đều mang theo một nụ cười cẩn thận, mà sau này lại cười thôn thớt, nham hiểm. Hơn nữa, lại thay vào đó đều mang thêm một chút xem thường và khinh bỉ. Nàng là nhờ Thái hậu mà vào cung, mọi người không để cho nàng tự nhiên cũng là phải chú ý cho thái hậu vài phần thể diện nhưng mà tại thời điểm thái hậu bắt đầu đối với nàng không mặn cũng chẳng nhạt thể diện của nàng cũng chỉ có thể dựa vào khả năng tài chính của mình mới có thể miễn cưỡng duy trì tiền bạc nhưng mà bạc của nàng sau khi tiến cung hơn một năm còn lại chẳng bao nhiêu nữa nếu như hoàng thượng thưởng cho nàng một mâm điểm tâm số bạc này nàng lấy ra phải gấp trăm lần so với món điểm tâm để khen thưởng cho nô tài chuyển lời bưng mâm một mâm trái cây lớn có thể chia ra thành ba mười sáu cái đĩa nhỏ trong cùng nhóm nhóm nô tài này hay dùng cách này để kiếm tiền từ chủ tử ở lâu ở trong này mọi người sẽ từ từ mà hiểu được nhưng mà quá trình hiểu rõ này là một loại giày vào và hành hạ cho dù là không được sủng ái quá mức xem nhẹ sức ảnh hưởng của nô tài sớm muộn gì là cũng sẽ chịu thiệt bản thường cho cũng là phải cần có kỹ xảo và thủ đoạn chỉ là phi tâm không hiểu được những thứ đó rất nhiều bà quần nàng đều tiêu hao ở trong một số phần thưởng vô nghĩa đổi lấy bất quá chỉ là một hai tiếng lấy lòng căn bản là không có lợi ích thiết thực gì hết kỹ năng ban thưởng kỹ năng nhìn người đặc biệt xem những kỹ xảo của những người trong cung nàng dùng thời gian hơn một năm để học được những thứ đó lại chi ra một số tiền đắt đỏ đến mùa xuân năm tuyên bình thứ 14 tổn lương của phi tâm chẳng còn bao nhiêu chỉ trông vào thói quen chi tiêu mỗi tháng mà miễn cưỡng duy trì ngoại trừ dựa và thể diện và vinh quang nàng căn cứ vào thói quen chi tiêu để mà khen thưởng người nào có thể dùng tiền để lấy lòng người nào không thể nào dùng tiền đả động nàng đều dần dần xem cho rõ Chẳng qua là nàng đồng thời học được Thái hậu càng ngày càng thấy nàng trướng mắt Bởi vì nàng chỉ lo học tập cách sinh tồn trong cung Lại xem nhẹ nhiệm vụ căn bản của chính mình Thái hậu muốn nói Đương nhiên là trung cung Nguyễn Thị Nhưng mà Nguyễn Thị bởi vì Nguyễn Phi Nguyễn Tuệ Phi chết mà thoát được kiếp nạn Còn lại cận kề nhất đương nhiên chính là Ninh Hoa Phu Nhân trong cùng hoa bay bướm lượn rực rỡ vô số tâm trạng lung lai của hoàng thượng sao có thể chỉ giữ ở một nơi năm tuyên bình thư 9, lúc đại hôn của hoàng thượng, mặc dù phòng hào chỉ là có bốn người, trên thực tế, nữ nhân bên người, hoàng thượng đâu chỉ có bốn người. Hoàng thượng chứa, chưa 7 tuổi đã đăng cơ, hoàng thất tự nhiên là sẽ trang bị một loạt phương châm giáo dục, đương nhiên là đối với chuyện nam nữ cũng phải dạy. Bắt đầu tiến hành từ lúc hoàng thượng 11 tuổi, bình thường có văn hóa các trên lo việc lễ nghi và giải quyết chuyện tổ tông họ hàng trang bị một loạt người chờ đợi vì hoàng thượng lúc đó sẽ chuyển tọn tuyển chọn từ 8 tới 12 cung nữ xuất thân trong sạch, từ sắc xinh đẹp, thường lớn hơn mấy tuổi so với hoàng thượng để thị tẩm. Trong lúc đó đương nhiên sẽ ở cùng với hoàng thượng, luôn luôn phải được hoàng thượng yêu thích. Từ lúc cầm thái khai triều, cung nữ hầu hạ ban đầu được phong phi thì cũng không phải là không có. Giống như là con trai thứ hai của tiên đế, mẹ đẻ của hắn chính là một cung nữ. Nàng ở bên cạnh tiên đế lúc 12, 13 tuổi. Về sau tiên đế được phong thái tử, có một số công thần muốn xây dựng quan hệ đối với thái tử, cũng là sớm đem nữ nhi hoặc tỷ muội đưa tới bên người của người thân phận của những nữ nhân này so với việc hầu hạ kia là cao hơn nhiều, nhưng mà không phong hào chính thức, chỉ có thể giữ bí mật ở Đông Cung. Nữ nhân bên người tiên đế mỗi năm đều tăng thêm, nhưng vẫn giữ quan hệ tốt với những cung nữ hầu hạ từ thời niên thiếu. Con trưởng của tiên đế là do một nữ nhân bí mật mà sinh ra, mà con thứ thì lại là do cung nữ mà sinh ra. Mà khi đó tiên đế căn bản là còn chưa đại hôn. Bên cạnh Hoàng thượng cũng là như vậy, trước khi đại hôn có vài người hầu hạ rất được Hoàng thượng yêu thích sau đại hôn những người kia tùy theo mức độ yêu mến mà được hoàng thượng phong hào hoàng thượng dần dần lớn lên thỉnh thoảng có thận cần cẩn thận dâng tặng mỹ nữ để tạo dựng quan hệ với hoàng thượng mỹ nữ như mây, mỗi người một vẻ hơn nữa các nước phục tùng đều tiến cống mỹ nữ ngoại tộc yêu kiều xinh đẹp rực rỡ nữ tử ngoại tộc tuy không thể nào sánh bằng nhiều nữ nhân ở trong cùng có gia giáo nghiêm khắc bị nữ huấn trói buộc nhưng mà đều là trẻ tuổi cuồng nhiệt mà nàng sau khi vào cung là một lần xung đột với thái hậu dữ dội nhất cũng là bởi vì mấy nữ tử ngoại tộc suy nghĩ nhất thời khiến cho nàng không khỏi mỉm cười gió thổi vào mặt lạnh thấu xương làm cho nàng có một chút cảm giác đau đớn tê dại nhưng mà lại vô cùng tỉnh táo nàng thích bầu không khí lạnh lạnh của mùa đông lúc nàng còn ở quê nhà nàng không có cảm giác gì rõ ràng với sự biến đổi nhất thất thường của thời tiết nhưng mà ở chỗ này bốn phía rõ rệt ấm lạnh rõ ràng kỳ thật không chỉ là bởi vì khí hậu biến hóa nhiều phần là do trong lòng pháp phỏng Nàng ở trong hoàn cảnh như vậy Lại càng phải tỏ ra kiên cường Một khắc mềm yếu Đã phải qua đi Lúc mà nàng đứng ở chỗ này không nhảy xuống Nàng nhất định là phải đi đến cuối con đường Cho đến khi mà nàng nhìn thấy tươi sáng Tú Linh thấy nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích Tuy rằng mặt rất dày Hơn nữa vừa rồi nàng đi rất thông thả đi qua Thường Phúc đã mang tới một cái chậu than Nhưng không thể nào chịu được sự chống trải nơi này Gió thổi tới cũng không có vật che chắn Hiện tại Quý Phi vẫn còn đang mang thai Nếu như thực sự bệnh chẳng phải là rắc rối Trong chốc lát Tú Linh lại kéo nàng Nương nương Hiện tại cái hồ này đã đông cứng lại rồi Cô không thể nào ngắm được Không bằng hãy trở về nghỉ ngơi một chút Phi Tâm lại hơi nghiêng mặt nhìn nàng Đột nhiên nói Hơn 3 năm trước Lúc đó là mùa hè của năm tuyên bình thứ 14 Bổn cung đã đuổi vài người đi ra ngoài Tú Linh sừng sốt, không rõ ràng làm sao mà đột nhiên lại hỏi lại chuyện cũ. Nhất thời suy nghĩ cẩn thận một chút, lại cười nói. Đều đó là chuyện cũ của nhiều năm trước, nội tị hiện giờ cũng là không nhớ được nhiều. Nương nương là người khoan dung thông cảm nhất, nếu như không phải là các nàng phạm sai lầm, thì sẽ không khiến cho các nàng ấy ngu ngốc mà ở chỗ này chứ. Vậy hóa ra người con nhớ, năm đó bồn cũng đã từng tiến cử qua vài người. Phi tâm nghe xong, lại hít một hơi nói. Bồn cung hiện giờ Thật ra là nhớ tới một chuyện Lúc đó ô luân quất dâng đến mấy mỹ nữ Bởi vì chúng ta là không ở nơi này Cô không quan tâm để ý tới Nhưng mà các nàng ấy sống cùng với chúng ta ở đây không giống như vậy Hoàng thượng Thực ra lại rất thích Việc này nô tài là có nhớ rõ Nương nương là có để cho nô tài dạy dỗ mấy nữ nhân đó Thượng Phúc vừa nghe xong liền khép tay áo không người nói chen vào Lúc đó hoàng thượng sủng ái ngô tần nhất bồn cung chính là muốn mượn mấy người này để lôi kéo tâm tư của hoàng thượng phi tâm nghe xong lại cười nương nương những chuyện này đã qua rồi sao còn nhắc lại tú linh nghe xong ở trong lòng thấy có một chút không đúng vừa chừng mắt nhìn thượng phúc vừa thấp giọng lúc đó nàng ở bên cạnh phi tâm bởi vì phi tâm đề bạt nàng làm đại trưởng cung của quốc tệ cung phi tâm là còn tồn tại nàng sẽ không vấp ngã đương nhiên nàng hy vọng địa vị phi tâm lại càng thêm củng cố Ngô Tấn lúc đó được sủng ái lại tỏ ra vậy huynh hoàng, có mấy lần thấy hoàng hậu không có quy củ, chuyển đến tài của thái hậu làm cho thái hậu thấy gai mắt, nhưng mà thái hậu đã không muốn xung đột trực tiếp với hoàng thượng, liền để cho quý phi đi đối phó, dù sao hoàng thượng cũng không bao giờ để bụng việc trách móc quý phi. Quý phi lại không có cách nào khác, buộc lòng là phải đi đụng vòng. Lúc đó, Ô Luân dâng đến mỹ nữ, đôi mắt màu xanh lam, không giống với người cẩm thái, lại đặc biệt yêu mị, nhảy múa cực kỳ quyến rũ, chị tiếc vừa bắt đầu nói chuyện đã có rất nhiều chướng ngại hoàng thượng nhất thời ném vào trong cung phi thầm có lòng để bạn các nàn quả thật là làm mất không ít tâm tư đi dạy dỗ các nàng một ít lễ tiết của thiên triều sau đó tìm một cơ hội tốt để cho hoàng thượng ở trong hoa viên tình cờ gặp gỡ việc đây phi tâm làm rất cẩn thận và kín đáo vốn là đã có thể khiến cho hoàng thượng vui vẻ vừa có thể lạnh nhạt thờ ơ với ngô tần một thời gian giảm dần uy phong của nàng ta nhưng mà không biết ai đó đã tiết lộ tin tức nói rằng quý phi tiến cử Kết quả Thái Hậu biết được điện giận dữ, trước mặt của chúng nô tài mắng phi tâm như tát nước vào mặt. Nói chính nàng không có bản lĩnh thu hút hoàng thượng, lại còn làm ra những chuyện không đứng đắn ở bên ngoài. Thái Hậu khiến cho quý phi nhục nhã một trận trước mặt của nô tài, quý phi sắc mặt giống như trò, suýt trước nữa thì nhảy xuống thanh dao chỉ. Tú Linh suy nghĩ một chút, khi đó đúng là đêm thất tịch, quý phi bị mắng, sau một hồi hồi cùng liền bị đuổi nô tài đi, không biết đã chạy đi đâu mất, làm hại nàng và thượng phúc tìm khắp cùng cuối cùng là mới tìm được quý phi ở thanh giao trì hiện giờ ngẫm lại biệm cảm đó của nàng tú linh lại nghĩ mà lo sợ phi tâm nhìn vẻ mặt của tú linh đột nhiên lại nhẹ nhàng cười, <cười> bổn cũng dĩ nhiên là không để ở trong lòng ngược lại người luôn luôn canh cánh ở trong lòng tú linh sửng sốt thừa cơ kéo nàng trở về nương nương tội gì còn làm khổ cho mình đừng để ảnh hưởng đến tâm tình của người phi tâm mím môi ý cười lại càng thêm sâu người theo bổn cung mấy năm nay làm sao mà không biết tâm tư của người ngược lại không phải là sự ảnh hưởng tâm tình của bổn cung người là sợ bổn cung sẽ tồn tại khúc mắc với hoàng thượng sao tú linh ngẩn ra lại cười nói à, nô tỳ bất quá là chỉ thuận miệng nói một chút nơi này cũng rất là lạnh nương nương vẫn là hồi cung vậy tốt hơn nói xong liền đỡ nàng từ từ ra khỏi điện phòng dọc theo điểm thềm đá dưới chiếc thuyền vừa lên trên bờ vẫn còn chưa nghỉ ngơi liền quay người trở về trước mặt của mọi người thoáng một cái liền gặp vân Hì sải bước đi đến bên này hắn không ngồi trên kiệu của vua bảo lại mấy tên thái giám ở phía sau trên đất tuyết bởi vì bước chân của hắn theo gió cuốn thành một cây mâm trắng bánh trắng nhỏ bé tuyết trên mặt đất áo bào màu tím đậm ánh kim đặc biệt sáng tỏ mà theo ngũ quan tinh tế lạ kỳ trong mắt đèn lấy chứa đựng sự sáng ngời nhưng biểu cảm trên mặt lại không phải là sự bình tĩnh biến cưỡng thường ngày nhất định là có một chút nói không nên lời sự kích động hắn liếc mắt nhìn phi tâm đang nhỏ bước chống ngỡ đỡ người bên cạnh nét mặt của hắn buông lỏng hắn bước vài bước qua giữ lấy khỉu tay của nàng ngừng động tác cúi chào nàng hiện giờ nàng là con đang vác một cái bụng khôn ngoan thì phải ở trong cung dịch tịnh dưỡng chạy đến nơi này để làm gì còn đi ra đứng ở đầu gió không biết là gió lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt tới cái bụng của nàng sao đi theo phi tâm là tú linh và thường phúc vẫn đang quỳ hắn không kêu đứng dậy nhìn khuôn mặt lạnh cóng của nàng có một chút hồng trong lòng lại càng không thoải mái của trách cái thuyền đá này quả như là trương mắt qua năm hay để cho người ta phá đi cho xong Vân hì liếc mắt nhìn về nơi đó uông thành hải bên này vội vàng đem người mang tới thần thiếp giữa chưa đã ăn rồi liền đi dạo một chút cho khỏi đầy bụng phi tâm nhẹ giọng nói trên mặt mang theo ý cười nếu là muốn đi dạo thì phải đi gần một chút cũng được chạy dạo ở phía sau này để làm gì Vân Hy nghe lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của nàng, giọng nói lại trở nên chỉ hoán. Thời gian trước ban ngày lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, nếu như cứ vùi ở trong cung khó tránh khỏi lại đi ngủ mất. Vậy cho nên, Thiếp mới đi ra đây, vô tình lại bước tới nơi này. Phi tâm chăm chú nhìn trộm vẻ mặt của hắn, nhất thời nói. Vân Hy lại không chú ý ánh mắt của nàng, lại hơi ngẩn ra, xoay mặt lại nhìn chiếc thuyền đá cao cao kia một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng. "Trẫm sẽ cùng với nàng đi dạo một chút." xong rồi sẽ trở về có được không? nói xong hắn khẽ nhất cầm nằm trong uông thành hải dẫn mọi người về phía trước hai người chậm rãi đi dọc theo hậu viên đi về hướng bắc hắn nắm lấy tay của nàng ống tay áo lồng cáo bị gió thổi mạnh khẽ lay động ngón tay đàn chéo lại ấm áp trên lòng bàn tay truyền lại rõ ràng ta có nhớ mùa hè của nhiều năm trước nàng đứng ở bên kia vân hi nắm chặt tay của nàng nhẹ giọng mở miệng ừ mùa hè năm tuyên bình thứ mười bốn Phi tâm thở dài một tiếng Thoáng chốc đã hiểu được Lúc nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn Nàng đã hiểu Ở thời điểm nàng mất hết can đảm Tưởng giống như muốn chết Hoàn toàn không thấy được ở trong đêm tối Vẹn hồn dưới thuyền đá là bóng dáng của hắn Hoặc là lúc đó hắn căn bản không muốn để cho nàng nhìn thấy Hắn nghe xong thì lại hơi giật mình Là năm thứ 14 sao? Thần thiếp chỉ đứng trên đó một lần Đúng là đêm thất tịch năm thứ 14 Phi tâm nói trước kia thần thiếp là còn không biết tại sao hoàng thượng duy nhất là không có cảm tình với nơi này hóa ra là vì chuyện đó nàng vừa nói hắn lập tức nhíu mày vậy hóa ra ngày đó nàng thực sự là muốn tìm tới cái chết bởi vì ở trên tay của hắn tăng thêm một chút lực nắm chặt ngón tay của phi tâm đến phát đau nàng không nhịn được vặn vẹo muốn rút tay hắn lại càng không chịu kéo nàng đến bên cạnh bây giờ ta ở đây mới luống cuống còn nói bản thân nghĩ nhiều quả nhiên Vốn là nàng thực sự là có tâm từ đó Mấy hôm trước Lúc thần thiết đi xem ninh hoa phu nhân Nàng ấy đã từng nói một câu khiến cho thần thiết vô cùng không hiểu Suy nghĩ hết lần này cho tới lần khác Cũng là không hiểu được, được nó là có ý nghĩa gì Hôm nay không biết như thế nào liền đi dạo tới Mới vừa rồi là đi lên một chút Hẳn bây giờ đã rõ ràng rồi Phi tâm thấp giọng lẩm bẩm Lời nói nghe lại chẳng hiểu gì Nhưng mà hắn vừa nghe đã hiểu Nàng ta so với nàng nên hiểu được ngay ta cũng là không chỉ một lần nhắc nhở nàng nhưng gì nàng nghe được đã chạy đi đầu hết cả rồi Khói mắt của vân hy hơi run hắn cắn răng nói lúc đó nàng khổ tâm đi huấn luyện mấy nữ nhân của tộc ô lân bố trí các nàng để cho thường phúc đi tìm vài cái có thể dạy được cho các nàng tự cho mình là làm cẩn thận và kín đáo lại không biết phía sau của nàng có một đôi mắt đang đặc biệt chú ý nhất cử nhất độc xem nàng như là mật thám của thái hậu đi quan sát cũng tốt hoặc là một quân cờ có thể rèn luyện cũng tốt hay là nảy sinh hứng thú với nàng cũng tốt dù sao hắn cũng đã xếp nàng vào danh sách đặc biệt chú ý một khi bị hắn chú ý nàng cẩn thận một chút cũng khó mà không lộ ra bộ mặt thật trước kia hắn đã nhắc nhở nàng thay vì đi đường vòng như vậy không bằng suy nghĩ cho thân phận của mình nhiều hơn một chút lúc đó hắn chính là muốn nói như vậy nàng đã là quý phi thân phận này cho nàng rất nhiều thuận lợi cũng khiến cho nàng ở nơi đầu sóng ngọn gió nàng có thể trợ giúp thái hậu thanh trừ địch thực tử mà thái hậu không thích nhưng mà ắt là phải vì vậy mà đắc tội với hắn vậy cho nên nàng rất thông minh mà chọn cách điều hòa vừa đả kích ngô tần lại không đắc tội với hoàng đế nhưng mà hắn thực sự là không thích thái độ mọi việc đều xuân sẻ của nàng hắn hy vọng nàng có thể giữ lại lập trường rõ ràng dứt khoát một chút càng hiểu được nên đứng về phe của ai vậy cho nên hắn nói cho nàng biết phải hiểu được thân phận của chính mình quý phi nàng là quý phi chứ không phải là thái phi nàng là quý phi của hoàng đế đương triều là quý phi của hắn nhưng mà lúc đó câu trả lời của nàng suýt chút nữa khiến cho hắn tức chết nàng đã nói thần thiếp không dám quyền sự cất nhắc của hoàng thượng và thái hậu lòng trung thành cận hướng về phía chủ không nên có một chút nào ý nghĩ khác thường nàng nhất định quanh co với hắn buộc hắn phải ra tay nàng cho rằng đây là cách thích hợp nhất mà không đắc tội với người ta hắn là phải khiến cho nàng đắc tội với người khác cái trò này hắn vô cùng thuần thục hơn nữa lại rất hiếu hiệu tiếp nhận sự tiến cử của nàng quần lên đám nữ nhân đó sau đó khen nàng vài câu cơ bản Thái hậu nhất định là sẽ nổi trận lôi đình. Quý phi đã dâng mỹ nhân cho hoàng thượng, chủ yếu là không muốn tuân theo ý chỉ của thái hậu, không thể nào bảo vệ chu toàn cho Ninh Hoa phu nhân, ngược lại là còn tạo thêm rất nhiều kẻ địch cho nàng. Vân Hi ngày lúc đó chính là muốn dùng cách này để đánh tan sự tín nhiệm của thái hậu đối với nàng, đồng thời khiến cho nàng hiểu được, cây đại thụ thái hậu này sớm muộn gì nàng cũng không thể nào dựa vào được. Hắn hy vọng chính nàng sẽ nhận thức được điểm đó, sau đó trở thành phe cánh của hắn. Nhưng mà có khi nàng rất thông minh, có khi mà lại ngốc nghếch vô cùng hắn dồn ép quá đáng nàng lại nhanh chóng đần đột không chịu nổi nữa thái hậu chửi mắng nàng một trận nàng lại quá coi trọng sĩ diện hơn nữa nàng đã cạn sạch lương bổng tiền bạc khen thưởng cho nô tài cũng là đều bị hắn vét cạn nàng muốn nhảy xuống hồ tự sát hắn lại cảm thấy khi đó bọn họ chính là có khôn ngoan ngày đó là đêm thất tịch hắn lại không khỏi tâm phiền ý loạn cái gì cũng lười đối phó liền chạy tới nơi này kết quả lại nhìn thấy nàng đang đứng ở hồ cách như vậy không xa nhưng mà hắn biết đó chính là phi tâm hắn không nhìn thấy nét mặt của nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng nho nhỏ. Nàng đã đứng đó bao lâu, hắn liền dõi lại thấy nàng bấy lâu, mãi cho tới khi Tú Linh và Thượng Phúc tìm tới. Tại một khắc đó, hắn cảm thấy hắn và nàng cực kỳ rất giống nhau, bọn họ đều là rất cô đơn, trong cung đình này chẳng ai đáng giá để tin tưởng, lại càng không đáng giá để phó thác tình cảm. Hình bóng này đã trở thành bóng ma trong người của hắn, nơi này khiến cho hắn cảm nhận được nỗi nội tâm bất an, sợ hãi và yếu đuối. Hắn bắt đầu chán ghét chiếc thuyền đá này. Phi tâm kinh ngạc nhìn hắn Ninh Hoa Phu Nhân đã thấy được Thời điểm hắn nhìn thấy bóng lưng của nàng Ninh Hoa Phu Nhân có lẽ cũng đang nhìn bóng lưng của hắn Ninh Hoa Phu Nhân ghen tị Cũng không phải là lúc đó Phi tâm có được bao nhiêu sùng ái Mà là biểu lộ chân tình trong nháy mắt đó của hắn Được sùng ái Và thất sùng biến đổi thất thường Như là từng tuồng kịch không ngừng trình diễn Nhưng ánh mắt của hắn nhìn Phi tâm chưa bao giờ thay đổi Không thấy rõ Có lẽ chỉ một mình Phi tâm Có lẽ không phải là nàng không thấy rõ Giống như lời nói sau này của nàng đang vẫn luôn không dám nhìn hết trường hết ngoại truyện một mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Benny giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những ngoại truyện khác của cùng mê tâm ký